Rồi tiếp tục bày lại thêm một con nữa. Lẫm nó được chứ anh Hùng. Lẫm. Lẫm đi anh. Thì em đi thể tìm chim ấy. Chim bay ở đó anh ngồi ở đây. Thấy rút cái cây này là biết bữa nay mấy anh em của mình làm gì đó nha. Rút gươm ra. Em Sơn xin mấy chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Ý ẹ à. Đâu đậu đây vậy? Đâu. Nó bay cái sạc rồi. Anh nghe nó bay không? Biết. Nó mới sột vậy đó. Dịch lai cả nhà ơi. Bữa nay thì hai anh em mua sinh mình quê mình đi kiếm dịch lai làm bữa cơm. Cũng mới tới nơi à. Bữa nay thì khai trương cái cây trúc mới à. Nó làm gọt gọt à. Không biết con dịch ma đó có gặp qua bản còn nó không nữa. Đừng nghĩ mà không còn người ta lộ con kỹ lộ qua nghe. Còn thì còn tính sớm, còn không còn thì đi. Mất công mình lộ qua. Cái quần rồi đó. Cái đằng kia xuống nhà, xuống anh nhìn kìa. Đó. Nó bay qua bay lại hoài luôn á. Lên bờ kinh nữa vậy. Nó mới bay qua rồi nó bay lại, nó không chịu đậu, sau kỳ nó bay hoài. Nó dịch lại cái này, nó dòm dòm, nó chuẩn bị, nó xuống kinh nè. Gần tới cái đợt nó xuống kinh nè cả nhà ơi. Đó, giờ cầm lên làm giống như mà nè, con nước thụ nè. Bây giờ thì anh Hùng sẽ qua bên kia. Hiện tại thì nó đang đậu ở đằng kia kìa. Đang đậu ở đằng này nè. Nó bay qua này đó. Bay lên cây luôn rồi. Rồi lần thứ nhất không thành công nha. Biết cũng, lắm mà. Cũng đi vậy nhưng mà không thành công. Không biết con kia nó bay qua chưa, bay đi chưa không biết. Lần tiếp theo cả nhà. Lần tiếp theo. Mới lần đầu bị em dịch ma mà em chơi rồi. Chơi cô cô vô quá là. Mới vừa gì đâu, mới vừa xuống gì đó cái quay ngang nó bay lên. Thật kêu bay trước đi không chịu à. À kêu nó dặn rồi. Nó đi trước đi không chịu. Rồi cứ đi qua bên trong đây, anh cho qua cho. Thôi khỏi đi, để tự nhiên đi. Đi đi. Đi này, cái này đi là không về đó. Hò chết đi, hò khỏi hò. Đại vỏ xuống ra để quay vô. Ừ. Máy phát rồi nha, lên xuống mấy lần rồi cả nhà ơi. Làm liên tục luôn. Hy vọng lần này là anh sẽ thành công. Nếu thành công hay thất bại hay thế. Lạnh rồi đó à. Đội lên xuống rồi ngoài là thấm. Thấm chứ nữa không thấm. Xuống nước là lên bờ cái lạnh lắm. Thở dưới nước luôn không sao. Trời ăn ngơi đừng hứa. Mấy lần vừa rồi không có chúc nha, lần này chúc anh thành công. Thành công hay thất bại đây. Hy vọng là sẽ thành công. Ở thú đằng kia. Bây giờ thì anh sẽ đi luôn. Mình thả anh ở đây. Và anh đi lại lúc đẳng á. Tới đằng kia. Bây giờ anh gắn lục bình, anh đi ra tới vô kinh luôn rồi. Kinh ở đây thì nó cạn.
có chỗ cạn chỗ sâu, nhưng mà ở đây nó rất là cạn. Giờ anh đi giữ kinh nhưng mà vẫn còn khỏe lắm, không có bị hụt chân. Giờ gác cái chĩa lên như này nè, nó đây là một chĩa nằm này nè, nó gác trên đó vậy đó. Nó bây giờ thì anh đi lại đó đó mà không biết có kịp hay không. Nó đang ngóc cái đầu lên quá chừng. Cái cục lục bình rung rinh quá. Nó sẽ để ý. Nó đi lại gài nhiều ngến được kìa. Đi xuống dưới kia phải đi lên trên này cho nó gần nữa mình dễ ghi hình. Mà đi xuống dưới kia. Quá chừng nó đi rồi. Trời ơi. Đập cái đó chơi diễn mình nó bị kẹt cái mũi dây chĩa. Đi dài dài xuống dưới kia. Thì anh Hùng đánh cái đó rồi kìa. Còn nó thì nó đang ở phía bên trong này nè. Nó đó. Này cũng khá là gần này. Còn cũng tầm khoảng cỡ 20m, 30m nữa. Hiện tại thì nó đang xuống tới mé nước rồi. Nó đang đứng ở dưới nước kìa. Xuống nước thì sẽ gặp anh Hùng. Nó lội nước luôn kìa. Rồi nó đi. Hồi hộp. Đây là cái quá trình tiếp cận nha cả nhà. Tiếp cận thì khá là lâu. Nó từ từ nhích từ từ vô. Ôi nó đang đi lên bờ hay gì vậy? Nó núp vô trong cái cục lục bình. Đây. Nó đang ở trong đó nè. Hồi hộp quá. Anh đưa lục bình từ từ vô rồi đó. Này là mình quyết định nha cả nhà, chứ không có mà nó nhiều đâu, không có cái thời gian, không có nhiều cơ hội cho mình, bởi vì làm rất là lâu, nó đi chỗ đó cho nên nó là khó lắm, nó quay cái đúc cái đầu lúc nào cũng ra kinh hết trơn. Mình thì ở dưới kinh, khi mùa lũ thì mình đi vòng tròn nó sau lưng nó cũng được. Nó không có đi, nó ở đứng ở trên cái bụi cỏ hoặc là nó trên mấy cái đường dớn. Thì mình đi lòn lại sau lưng nó không à. Còn cái này thì mình đi trực diện với nó không. Nó đưa ngay với mình luôn. Quá căng thẳng. Quá hồi hộp. Tới rồi. Bây giờ thì anh đưa chĩa vô từ từ rồi đó. Nó con này nó đang mê. Nó đang mê mồi. Đừng có đi con, đứng một chỗ đi. Hồi hộp. Quá hồi hộp luôn cả nhà ơi. Quá hồi hộp. Nó lại đứng dưới nước nữa kìa. Đi lại gai.
rồi. Còn lụm được chưa anh? Lụm nó được chưa anh Hùng? Lụm. Lụm đi anh. Hồi hộp. Búng. Ôi dồi, ruột chẻ rồi. Phải không? Mình cũng không biết điều gì đang xảy ra ở đằng kia luôn. Bắn ruột chẻ. Bắn hụt. Lại tới anh Hùng rồi cả nhà ơi, không biết cái nguyên nhân sao mà anh chỉ hụt lắc. Giờ bắn, nó vừa đứng mổ mổ bóng ca, chỉ chẳng bóp cò thì bóp cò thì nó chạy lên trước. Nó bước tới anh trước, chụt lắc à? À. Biết nó dạng luôn. Không tự nhiên là động chỗ mà đứng chỗ một cái đứng đi. Tao bóp cò rồi cũng chạy lên trước, sao chạy. Đứng chỗ, đứng yên chỗ được rồi. Đứng chỗ rồi có lên phim nữa. Nè, cái nãy là đứng gì nè, nó mổ con cá gì nè. Ừ. Anh bóp cò rồi cái nó đi đàn gì. Rồi sao chúng. Nó bước tới bước rồi xong rồi. Ừ. Rồi. Tiếp tục. Lần này lần thứ mấy rồi không biết. Hết điểm nổi luôn rồi. Bữa nay kiếm bữa cơm cho bộ hay cười khó ra nhà. Đi lên này xuống này lên. Lại rước anh Hùng lại gai hoài luôn á. Loại cái cũng lạnh cái luôn. Bây giờ là tiếp tục lần tiếp theo, không biết lần này có được hay không. Nó không phải là ở đường trên này mà ở đường trên bên kia, ở phía sau lưng mình á, chứ là có cái ngã ba. Không được thì thôi chứ biết sao. Không được thì tại cục cỏ này vô phước. Lần này thì tiếp tục nữa nha nhà. Đó, đợi lên. À, sử dụng bằng cái cục lục bình để mình gác cái chẻ lên nữa. Không biết lần này nó sao nha. Lần này để cái nải lục bình này lên thấy cái bộ thấy im nè. Nó chuối. À, như nó chuối vậy đó. Để như vậy đó. Vậy là đợi tới là mình bụp. Lần trước đi là chúc đi may mắn rồi, chứ này không chúc mà nghỉ chúc rồi. Chúc giết mệt lắm rồi. Chúc giết đuối luôn. Mình thên là chuyến này sẽ lụm nha cả nhà. Đi sau đây. Cái chuyến này lần nào cũng chuyến này hết trơn. Nhiều chiến rồi. Bây giờ thì cái gục cỏ trôi tới đây rồi nè. Trôi dần. Dáng này còn hơi xa cho nên trôi hơi dần sóng. Nó trôi hơi dần sóng rồi thì nó ở trước nè. Đây nè, nó đây nè. Chỗ này nhiều lắm. Đây một nè, đây một nè. Đây nè. Tới con trắng nè. Nguyên bày chỗ này nè. Nguyên bậy luôn, con này đang đứng nè, con đứng trên cao, con đứng dưới cái mé, con gần chỗ cục trà, với con trắng đang sóc. Nhiều dữ rồi, tới con đen, hôm nay một chùm luôn, 1, 2, 3, 4, 5 luôn. Còn kia đi nhiễu ngến đằng đẳng nữa kìa. Không biết là sẽ như thế nào, chỗ này bớt 3 con rồi. Một chùm luôn. Hồi hộp quá. Ba con một cục. Không biết là anh sẽ
mời em về đổi con nào đây? Hên xui. Rồi một em đã bay đi qua bên bờ bên đây rồi. Chỗ này cái bờ kinh thì nó cũng tương đối là nhỏ, bề ngang tầm khoảng cả chừng có 20 mét nha. Kinh nhỏ chứ không có lớn. Nó bay qua bay lại. Bây giờ thì chỉ còn lại hai em. Không biết là anh sẽ chinh phục con nào đây. Còn ở trên bờ phía bên phải thì thấy cái bộ nó nhát hơn á, mà con phía bên trái nó cũng vậy thôi. Con nào nó giơ cái cần cổ nó lên là thấy thua à, nhát hết. Còn cái con trắng thì nó ở đằng kia, con trắng nó bự hơn hai con đen này, mà không biết anh sẽ xử lý con nào. Nó con trắng thì nó ở đây nè, con này thì chắc nó lại nó dễ hơn. Hy vọng là anh Hùng sẽ đi luôn lại đằng kia. Ảnh từ từ anh né luôn hay gì đó, anh né luôn rồi. Phải không nè, hiện tại thì bây giờ là đã tới con đen rồi đó. Hiện tại thì anh đã tới ngang cái con đen rồi, mà không biết là anh sẽ chinh phục con nào. Con trắng ở đằng kia nó đi nhiều hơn xuống nước. Hai con đen hồi hộp chờ kết quả. Cái cục lục bình từ từ cho vô. Cái ụ cỏ thì ở yên một chỗ. Chắc cái con đứng ở dưới nước quá. Không phải không? Rồi con đầu tiên ở đằng này luôn, con phía bên phải. Tới rồi đó, lụm được rồi, đừng có đung vô nữa. Hốt đi. Hốt đi. Hồi hộp. Chơi cái trò này yếu tim này, thôi mệt mệt thiệt đó nha. Wiu. Wiu wiu. Cách. Hết wiu rồi, giờ tới cách luôn rồi, mà con chưa bóp nữa. Trời ơi. Trời ơi, nó tới mé rồi, không còn động, người ta bay, ta đi lên bờ rồi. Sợ né không luôn rồi kìa. Rồi, bay bên kia bay rồi. Rồi. Rồi, thôi lại mấy con trắng. Bây giờ thì anh đặt con nước mình đối diện một bầy luôn. Nó đứng trong một bầy luôn, dĩa lông thùm lum thè le lên. Có khi nào mà anh chẻ một chẻ mà hai em không? Này vịt lại trắng quá bự rồi, mà có con lại đen nữa. Hồi hộp nhiều quá, hy vọng ảnh sẽ chinh phục được một em rồi. Gieo mà nãy giờ không được cả nhà ơi, kiếm bữa cơm khó quá. Miền mưu sinh miền quê của mình á, là cái thế mạnh là đi kiếm bữa cơm mà bắt vịt lai nè, là thế mạnh của kênh. Thì mong cả nhà cũng thông cảm với mấy anh em mưu sinh miền quê của mình. Nói sao nó vịt lai hoài vậy? Thì
đây là thế mạnh của kênh, cho nên nếu mà rời xa với mấy cái món vịt lai này là kênh nó không có phát triển mạnh. Mong cả nhà cũng thông cảm cho mấy anh em mình. Hồi hộp quá. Hồi hộp. Ảnh anh đi cũng gần tới rồi đó. Bây giờ thì tùm lum hết trơn rồi kìa, nó đứng nó nhìn. Không biết là anh sẽ chinh phục em nào đây. Em nào xung phong không? Con em đi dưới nước kìa. Hiện tại thì cái ụ của anh nó đang đứng một chỗ rồi đó. Mà chỉ còn là cái động tác là đưa cái cục lục bình là cái chẻ vô. Quá đông. Mùa khô mà gặp được một bầy như thế này là hên lắm. Rồi con đen nó đã đi rồi. Mấy con kia nó bắt đầu nó cảnh giác rồi, nó nhìn thấy cục lục bình hơi lạ rồi đó. Thôi đừng có đẩy quá, đi ra như nãy nữa rồi. Vừa vừa thôi là mình lụm được nó rồi anh ơi. Con rút cổ, anh tìm cái con rút cổ ở đằng này nè, con này dạng nhất á. Rồi tiếp tục bày lại thêm một con nữa. Quá đông rồi, nguyên bầy luôn rồi. Cái này mà kiếm một cái cây gì đó mà khi mình lại gần nó cái mình đứng vậy mình phan nó cũng dính nữa. Mà không biết phan kịp hay không nha. Rồi. Rồi tao bắn nghe mình không qua tao chơi dò quá. Nó ở quá trời cao. Không chơi dò chứ. Nguyên bầy luôn, nhìn thấy nó đã thì chứ. Đã mà nó ở cao không à? Đứng cao cao không ha? Ừ. Chơi ngay giò. Chơi chức ruột. Bởi vì thấy nó mạnh quá mà chừng mạnh. Rồi chuyến này là đã thành công rồi. Cái gì vậy? Dính như chút xíu nữa là thấy xong nữa. Vì con quyển nó đây nè. Chúng Sát sát đó như gọi vậy. Ừ. Cái này đem về mình nuôi dưỡng luôn. Nghĩ ngộ ha, nguyên cái mình vẫn không trúng mà trúng cái chút xíu. Bây giờ thấy sao nó mạnh dữ. Lần tiếp theo nữa nha. Lần vừa rồi đã thành công, mà nhiều lần mới là một lần thành công. Hên là chuyến này sẽ thành công nữa coi. Làm được làm tới. Được nước làm tới thì gọi thắng tiếng. Vô đó đi. Bên sông có một bầy bả nó đang lội vậy. Bạch bạch dễ chơi. Nặng tới mấy con ở đâu. Làm ơn lội ra đi mấy em. Đúng rồi, lội đi luôn đi chứ đừng lội lại đắng. Lội theo mệt lắm à. Xin bụng cổ kìa. Xin bụng lên xin nè. Đi giữa kênh luôn. Thấy ngóng cổ không? Thôi đừng nói chuyện nữa má ơi. Lại gần tới nó mà còn nói chuyện. Nó đằng kia vậy nha. Chứ này thì anh Hùng anh đeo cái lục bình vòng vòng cái ụ luôn, cái ụ cỏ luôn. Nó thì nó đâu có trên bờ này nè. Nó đứng trên bờ kìa. Đứng cao dữ à, cao dữ làm sao chinh phục được nó. Chỗ này nè, vậy làm sao chinh phục được nó đây. Cao quá.
sát trong đó luôn rồi. Căng dữ nha. Nó thì đứng ở trên này, thì bây giờ thì mình chỉ chờ thôi. Chờ cái mũi trẻ bay lên là biết rồi. Giờ lên rồi kìa. Liệt liệt quá, bị nó nặng, chỉ nó dài, lỏng. Trời ơi, cò anh bóp không được rồi đó. Biết nhìn quặt cái đó là biết anh bóp cò không được rồi đó. Cò nó cứng á. Giờ lại tới anh Hùng nữa nha ơi. Cái cò này cái này thấy cái mũi nó giật ngang cái là bóp không nè, không ăn phải không? Bóp không nổi luôn á. Đây anh nghe dài gì mà bóp đẹp quậy vậy. Bởi vậy vũ cái mũi nó giật mình nó bay. Nó dạng hết biết cái dạng luôn rồi. Kệ kệ đi. Nó từ thế số. Bỏ qua đi. Mình thả anh Hùng xuống nữa cả nhà ơi. Lần này lần thứ 100 đây nè. Ngày thả không biết nhiều lần nữa mà chỉ có một lần một duy nhất. Một lần một là đạt tiêu chuẩn quốc tế toàn cầu. Lần này thì đi lấy cục lục bình gác cái mũi lên. Nó đang những mồi ăn đẳng kìa. Nó đang những mồi đó. Còn anh Hùng thì ở đằng này anh đi tới. Nó đang cầm cái gì đó những mồi vô con cá nó lên nó thấy dụ nó sóc nút. Đó, nó sóc rồi. Chánh tông đặt công nước luôn nha cả nhà. Cái máy vịt nó leo lên cái đèn một xíu nó leo lên cái đầu nó luôn kìa. Nó không biết chỗ này có người. Bây giờ thì anh đang chinh phục cái con nó trốn trong cái cục lục bình kìa. Mà không biết được hay không nha. Hồi hộp lắm nha. Giờ mũi lên rồi đó. Dính rồi. Lần này thì dính rồi. Trốn trong lục bình rồi. Mấy con vịt đen này nó khôn lắm. Cái nó tiệp màu nó vô lục bình nó trốn mất đi tìm đi tới, kiếm tới lui hoài. Mình lại mình bơi đẳng trước ảnh. Lần này thì anh Hùng anh thành công rồi cả nhà ơi. Thả ảnh cả trăm lần vậy đó. 100 lần thất bại có 2 lần thành công rồi. Thất bại là mẹ thành công mà. À. Kể có là vui rồi. Cũng được bữa cơm. Có ăn là mừng. Rồi tiếp tục lên mình kích nữa nha. Đây còn thẳng tiếng nha. Kìa, thấy không? Gì? Kìa. Cần không? Cái bên này à, chẳng từ mấy trà với mấy dấn này là nó ở chân giữa đó, nó. Thấy rồi. Em đi thể tìm chim á. Chim bay ở đó, anh ngồi ở đây.
Vậy không? Thôi dữ không? Làm thơ thế nào cũng dính con à. Thả anh Hùng xuống nữa nha ơi. Con đó lụm mà xịt. Không lụm nữa nó bay, chứ không có đường nào mà nó ở lại. Ở giữa kinh luôn không? Nó ở ngoài cặp mấy bờ đó. Nó bờ mấy này hả? Mấy bên đây nè. À... Nó đi đó. Thấy em đi rồi. Cái lan ban như gan người lòng quen mấy hết. Gần đủ ăn rồi đó, con nữa đủ ăn rồi. Mà không biết đây chứ. Con nó cứ cho mình ăn không thôi. Trang này thì lên bờ khô hết rồi, đẹp trai lại. Dữ lòng chứ. Bữa nay thì chỉ làm được có hai con vịt lai ở nhà ơi. Mấy nay mình lên làm bữa cơm. Cái nào ngày thì mình đi tìm một bữa cơm là đủ mình nghỉ, chứ đâu không có đi mà tới mức độ mà nhiều quỷ diệt. Nhưng cũng có một số bạn vô quá quá chừng nói anh em mưu sinh quê mình. Ai không có nhiều, không có nhiều có làm luôn. Xã này thì mình sắt cho nó nhẽn hết Hùng. Có gì nè, thôi. Mình sắt gì thì không cần phải không bầm luôn. Không bầm ha. Ở này thì một lát mình sẽ làm cái món gì đó. Vịt lai hấp cơm mẻ. Luộc cơm mẻ cũng được. Này được có hai con à. Cặp à. Chỉ là này mình luộc cơm mẻ đi ha. Luộc cơm mẻ đi. Luộc cơm mẻ siêu cay. Cơm mẻ xả ớt. Siêu chua luôn. Răm này ăn thơm. Như cơm mẻ bắt chỉ dần. Nếu anh để khúc vô thì nó thơm. Đây là cái món quan trọng của ngày hôm nay. Cơm mẻ gì ma ca gì mát ca đắc nông đắc. Mà cái này là cái vỏ keo nha, chứ không có phải là cái ruột bên trong nó vậy nha cả nhà. Bây giờ thì mình đang ra mình chuẩn bị trong này nè. Ớt thì bữa nay em có chuẩn bị có nhiêu đó, còn cơm mẻ thì cũng có một thố đó thôi, nhiêu đó thì cái này cũng dư rồi. Bữa nay thì món này đặc biệt nha, món này là ngon á. Mình luộc hay là mình hấp với cơm mẻ là mấy con vịt lai này nó sẽ mềm, rất là mềm ha. Mềm sậm luôn á. Mà nó cũng món này cũng làm nhanh đó, món ăn nhanh đó. Tốc hầm đó. Một phút 30 giây còn sống nha. Sư phụ làm dữ vậy. Phút 30 giây còn nguyên luôn. Nó giờ kinh chính mình mà. Mình sắc ớt thì mình để làm cái gì vô trong này? Mình trộn với xả đó, mình cứ đưa vô xả. Còn số ớt thì mình để trái nó cho nằm trong luôn không phải không? Hay là mình khỏi để? Lót nền. Một con bông. Mình nấu cơm mẻ là quan trọng nhất là cần phải có cái thành phần chính là cơm mẻ. Nói chuyện. Nấu cơm mẹ, không có cơm mẹ nấu gì ra trời. Nấu cơm thường. Cái này mình có cần nghiền không hay là đâu cần hả? Hồi nó nhừ chứ. Bây giờ thì mình sẽ cho xả vô hay sao? Xả vô mình lót hả? Xả ớt. Ớt rồi tử. Ớt trái, ớt trái, để vô con. Lót thôi xuống. Để dặn dặn ra đều đều chứ. Còn lại chờ lẫn số là một lát mình sẽ. Ủa mình cần có cần làm cái chấm thứ này không? Khỏi luôn đi. Khỏi luôn ha. Cái vị này nó ra vừa ăn luôn hả xuống. Mình tính làm cái chấm cơm mẻ không ta? Chấm cơm mẻ hay là chấm chao? Mà ăn cơm mẻ chấm chao là ngon ta. Chấm cơm mẻ đi. Là bẻ miếng cơm mẻ bậy bậy xương xương nha. Cũng được đi, ờ như đi. Mình chờ lần mới xả mình làm đó.
mình để vô trong cái bộ đồ lòng nó luôn ở trong đó thôi. Thấm dữ nha. Rồi nấu chín nhận nấu đám tiệc. Mới thì đám chín đám đám cưới mà khó quá bỏ qua. Này mình cho muối vô ha. Ốp này ốp trước luôn á. À. Gia vị rồi luôn ha. Ở gia vị này nó cái mà cái gì? Cái mẻ này đâu cần gia vị gì nữa. Càng cho nó cũng là cái độ chua đó này, có mình dặn lại đường với hạt nêm cho nó bớt độ chua lại. Một chút nó bầm cơm bầm ó tính cho nó bầm cơm mẻ cho bầm vậy là chua có chắc cơ mẻ nó mình để đường vô là nó sẽ dặn lại ha. Nó dặn lại, nó không có dặn gì mấy mà cái hậu quả ngọt. Còn nấu canh chua mà dằn miếng bột ngọt vô cải đi rồi cũng đi ăn canh vô. Nó ngọt luôn chưa? Nó không có chua. Mắc luôn cái vị chua. Ai thì ngon thì để nhiều nó cũng mắc chua đó nè. Mình khi mà nêm gia vị xong thì mình đưa lên bếp là mình cho vô trong cái chảo này sẽ một số nước nữa nha cả nhà. Thì nước nó cũng tầm khoảng xăm sắp vậy thôi. Đó, nhiều đó. Nhà làm ai làm ơn làm phước để nắp đại giùm mình làm xả mình làm cái mẹ nói gì thấy ớn vậy, tại vì cái nắp dùng cái bên mình không mình gài. Rồi đại gia đó, mình làm phước cho anh đó. Còn này một số xả với ớt thì nó còn lại nè, cái này mình làm cái chén nước chấm. Cái này không phải còn lại đâu, chừa đó, chừa là mình làm chén cái mẹ thần thánh. Mình làm cái chén nước chấm thì mình phải nghiền ha. Nghiền cho nó nhừ nó ngon ha. Chứ nó không nhừ nó không được ngon ha. Không nhừ cái còn hột cơm mẻ, hột cơm mình á, cái mũi mình á, nó không ngon. Mà nghĩ cũng ngộ ra, cái cơm mẻ này không biết sao mà tự động nó chua ha. Mà không biết sao từ đầu mà người ta làm ra cái loại mà cái con cơm mẻ này nè. Không biết cái từ đầu đúng không? Không biết luôn. Không làm được phải không? Giấm cũng vậy, mình cũng không biết cách thức sao làm ra giấm luôn. Cái này ngộ ha. Bây giờ không biết làm sao làm ra cái con giấm rồi cũng thuộc lại giấm toàn là ta truyền đạt với nhau cái ta nuôi thêm nuôi gầy không à. Gầy không, còn cái mẻ này cũng không biết ra sao còn gọi là cơm mẻ luôn. Cái này thì mấy anh em mình chắc có lẽ là không biết thiệt rồi. Tính là định hỏi anh nhưng mà anh cũng không biết thì thôi em thua. Trong cũng mấy năm còn không biết là. Có gầy ra thêm không chứ không biết là cách thức nó từ nguyên do là sao mà gọi là cơm mẻ, mà từ nguyên do là sao mà ủ cơm mẻ có không biết luôn. Nhưng mà cái cơm mẻ này nè chứ hình như là cái con giấm đó hình như cũng là từ người ở miền quê họ làm hay không à, con không biết cách thức sao con... mà cũng bằng cách thức thì mình không gành, mình chỉ biết là như là ông bà cha mẹ hồi xưa cũng có làm cái này rồi để lại từ từ cái nó truyền lại cho con cháu đi. Để nuôi thêm thôi. Mình gầy thêm thôi chứ còn không biết cách thức nữa là nguyên do là sao là cơm mẻ. Ôi thơm. Quá trời thơm luôn. Sao cổ 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 gió. Tuyệt vời. Một món đặc biệt nữa là cái chi này thì mình sẽ trở lại phải không? Trở lại cái ống bên dưới chắc có lẽ nãy giờ nó đã chín bị lâu rồi, hầm lâu rồi. Bây giờ chỉ còn mình trở về lại mình hầm lại thêm một cái nữa là phải không? Hầm lại cái nữa. Ôi. Như cái cánh này của mình đó nghe. Mình chờ sẵn ra con. Nghe chưa? Mình làm sẵn này chưa? Mẹ em nè, sẵn nè. Mình chậm không? Rồi, mình cũng thử rồi. Đó. Mà nó chưa có được ngon. Tại vì nó chưa có giáp mình, nó chở nó mới giáp lên mới được. Đúng rồi. Bán mất tiêu cái mùi nó sao. Trời ơi, có miếng cái mùi nào mới lại à. Có miếng mùi nào. Mình nấu cơm mẻ là không cần mình phải thử hay là mình xào sơ gì chứ. Khỏi là gì đó. Cơm mẻ nó rất là hay. Chọn cơm ăn cơm. Giờ cơm tới rồi.
nóng rồi. Ăn cơm. Cái này mới gọi là gói thằng kỳ nè. Quá ngon luôn nha. Thì cái để mà mình đem theo đó là cái đây là cái gì, rau găm nè, mình để nó lên là nó sẽ rất là thơm. Cái này mình giống như mình luộc vậy ha. Quá thơm luôn. Mày sợ không à? Bởi nó mềm sẵn rồi. Mình ăn cơm mẻ đó nha, mình luộc cơm mẻ với mấy con vịt lai nè. Thì cái loại rau ngon nhất là nó phù hợp nhất là mình chỉ thấy có rau găm thôi. Không biết cả nhà có biết là cái món loại rau gì nữa thì mình cũng không gành nha. Nhưng mà còn, đây mấy này cái rau găm nó ngon. Giò nó dĩ ra vuốt biết. Giò vịt lai nó hở mình đó nha. Hở dành trước trời. Đó. Nước rồng mà thấy ít gió mà sao nước lớn lại có gió, ngộ hay không? Hỏi hỏi mình hả? Cả nhà biết tại sao không cả nhà? Mình cũng không biết luôn. À, Lục Bình nó trôi kinh khủng luôn á, trôi nhanh á. Lục Bình chạy trên sông rồi. Chạy hả? Nước lớn. Tại nó bay trên sông á. Cái mẹ đó là phải có xả gì là gai. Biết gì không? Tấm rau găm. Cái đúng rồi, cái mùi thơm này đúng là thật sự là khó cưỡng. Khi mà con mình luộc với cơm mẻ, mùi nó lên gì đâu nó ngon. Mà cái con vịt lai nó rất là mềm nữa. Giống này giống như mà mình kêu là mình hấp khóm hay xào khóm gì đó ha. Cũng nó làm cho nó nhừ á, bị nó chắc chua. Cũng gan vậy à. Phải không? Nó chắc chua. Chắc chua nó tẩy cái bà cái hồi nó ra với nó mềm dữ lắm. Rồi thì mấy anh em mình cũng chuẩn bị cái bữa cơm xong rồi. Đây bữa nay mình làm có một món nè. Ba ly rượu cúng. Thì bữa nay là một sinh miền quê của mấy anh em mình nó làm được có một món một cái nhà. Thì bữa cơm là mình kiếm được có hai con thôi, mình làm bữa cơm chứ không có kiếm được nhiều đâu, hiếm có lắm. Thì đây là cái món mà mấy con vịt lai, hai con vịt lai mình hấp, kêu mình luộc cơm mẻ cũng được, mình hấp cơm mẻ cũng được. Mình như mình luộc cơm mẻ đi, luộc cơm mẻ sả ớt á. Vậy cái chén nước chấm thì kèm theo cũng là cơm mẻ với ớt với sả thôi, chứ thấy cũng không có cái chấm với nước chấm nào ngon hơn cái món này. Biết mà, tại vì mà mấy anh em mình thấy vậy thôi mình làm món chung luôn. Hấp cơm mẻ phải chấm cơm mẻ. Vậy đó ha. Chứ ốc mà xào cơm mẻ phải chấm cơm mẻ, chứ ốc mà xào chanh mà chấm chanh chứ quốc à. Bởi vậy. Mời cả nhà cái này. Bỏ cái này đi. Ủa, chối chàng quá. Giao là cho anh đệ tử anh đi. Hai mình cũng rồi. Rồi mời cả nhà nhâm nhi sương sương với món mà vịt lai mình luộc cơm mẻ cho nhà ơi. Mời nhà nha. Mời cả nhà. Cái này qua Tết rồi. Qua Tết rồi mừng rồi. Có cái hai quay coi gấp món nào. Cái này thì chắc có thể là mình cầm. Bây giờ anh cầm anh cắt ra chứ. Ăn cái giò trước đi. Rồi anh muốn ăn chung nha. Người nào cũng cái giò cho là gồi luôn đó. Hồi là sư phụ hụt giò. Mò giò nè. Giò là sư phụ được cái giò luôn đó. Còn cái này. Cúc này là cúc dưới thôi sư phụ. Không phải cúc đó là cúc kế. Cúc kế trên này nè. Mời cả nhà ăn giò vịt lai. Mời cả nhà. Mềm. Ông lặng nhìn thấy nghe phát ham không? Béo. Không thì cơm mẻ ngon sù. Hôm nay là nói chung á mình làm cũng rất là nhiều món về cái vịt lai nè, nhưng mà thấy cái món mình thấy luộc cơm mẻ với xào cơm mẻ đó. À, hình như là cái bộ nó ngọt nước với là nó thấm, nó mềm cái con vịt lai nhiều hơn phải không? Nó mềm mà nó dễ ăn lắm. Rất là dễ ăn. Ngon. Ướp gì cái cánh của mình nè. Bây giờ thì cắt ra giùm được không? Gấp đi thử. Chè đè lại cho anh cắt là được rồi. À, nè, gấp.
một cái cánh. Nè, cái này nhấp làm 2 làm 3 mới được anh ơi. Chứ để cái này mà mình lên một thằng gấp lên cái là bị quấn là dảnh mỏ à. Dài lắm á. Xíu quách chứ là cái gấp ngon. Này, gì cho lẹ. Này nè. Chứ hết là gắn gấp cái này nè con ở. Phước đi. Gấp mini. Nên chia hai cái hai ba đoạn vậy đó. Nè. Ôi nó ngon gì đâu ha. Đùng đùng này nó mới rất là mềm á. Đùng đùng. Hớt tóc nó. Bây giờ thì mình gấp mình tới cái mình nó mình cắt làm 3 làm 4 đi. Coi chừng ấy vô trong cái kẹp luôn anh ơi. Ủa dính hay gì đó, cắt nó không đứt. Ngoài gì đó mới không dính đó. Nó mềm á chú. Cắt dễ. Dữ ác không á. Cái món mà mình luộc cơm mẻ này cả nhà mấy con mà giờ thịt gừng này nè, rồi mấy vịt lai nè. Thì cả nhà xe mà nếu mà có món này thì chị cứ làm đi. Thử đi. Bự quá. Nó sẽ không có cái mùi vị của cái con vịt lai gừng này đâu. Đó. Cắt ra chưa? Mình lớn gan. Cắt xong hết trơn rồi nè. Chấm với cơm mẻ với có ớt châu gầm. Châu gầm nó rất là thơm nha. Thơm lắm. Đó. Mà cả nhà ăn cái gan vịt lai. Cái món này giống như mà mình gà mà luộc cao găm vậy. Sáp phai cao găm à. Gà luộc cơm mẻ sáp phai cao găm. Ờ. Bây giờ nó chứ không mấy nó giống giống vậy. Đấy, nó bắt nhất là cái món cao găm. Bắt nhất là chén này, chén chấm này. Mặn mặn ngọt ngọt, chua chua. Ừ. Cái này cay cay, nó nồng nồng, nó đắng đắng. Quýu quýu trời biết bà đậu mới ăn cái đã nốt cái đậu chạy cái gần gần đó ha. Này là cánh ai ăn thịt tê cánh của mình đó. Để em làm em miếng cục nè. Ờ đúng rồi ăn thịt tê phụ ăn cánh với cánh giò thôi à. Thật sự chứ nếu mà so với mà cái cục thịt với mà cái xí quách cánh chân rồi ha thì cái xí quách nó sẽ ngon gấp tới mấy lần của cái cục thịt. Đúng giống như gà bán thịt trong thì nó sẽ rẻ hơn cái mà cánh với giò phải không? Đúng rồi, cánh giò mắc hơn nhiều á. Tuy cánh nó thịt không ừ mắc từ cái mùi vịt lai luôn. Chú Vũ làm mà dễ còn món này nhìn thấy gan nhưng mà nó kêu là gà vậy, thịt gà vậy, thịt gà luộc. Tại vì khi mình có mình để gâu găm mình ăn kèm về cộng gâu găm á. Bán mùi trơn. Nút cái thương tỷ đã. Ăn như gà luộc xả phai. Giống như luộc xả ha. Thì có xả luôn mà, luộc xả vậy nữa. Thưởng cho sư phụ cái cánh. Thôi, thôi. Thôi đi, tự gấp. Ngon thuộc. Chưa có ăn hết hơn. Sụ làm ngon quá. Đã. Nó chỗ cái xíu bánh cánh này là kêu thịt gân là nó nhiều. Ở quê dân giả thì mình kiếm gì ăn nấy, thì mình ngày mình nói bữa nay là mình đi kiếm mấy con vịt lai thì mình cũng đi kiếm vịt lai mà kiếm được có 2 con cũng được bữa cơm.
thơm. Được. Bữa này rồi bắt ha. Có mà nó chua chua cái mình ấy với mà uống nha sương sương mấy củ đế này nó ít xay á. Cái này bữa nay uống ngon chứ. Ít xay. Tại vì nó hình như nó chua, nó giả nhiệt hay sao. Nè, cầm luôn chứ không còn gì nữa. Đúng là mình ăn cái này mình chấm cơm mẻ nó có gạo gầm mới bắt anh. Bắt thôi. À, bây giờ bắt hơi nhiều. Thơm. Gầm thơm luôn. Gầm nó chín luôn. Rưới cơm mẻ nãy chín luôn. Nãy anh rưới á. Ừ. Rưới vô nó thấm mà. Ừ. Cái này là mình ăn cái này là giờ chỉnh rồi mình no luôn á, không đủ chỉnh luôn xuống. Thì làm bữa cơm chiều xong rồi không đâu làm đâu, thì ngủ giấc thôi khỏe thôi, ngoài sau nó giãn gan giãn cốt mình làm nữa. Chú phụ già rồi uống không được mấy em hơi, cái chỉ ăn không à, uống không được nhiều. Được rồi, chỉ ăn không. Ô nhà cho chú ô cơm cháy không? Tội nghiệp caramel quá. Gì? Tặng caramel cái đùi. Ôi ơi, thưởng có cái đùi nữa. Nè, tính đây, mình. Đây là mình tặng cho đệ tử mình cái đùi chà bá lửa luôn. Mình đến làm đùi. Cái đùi mà. Bây giờ tới mình hay là cho mình ăn đùi bự không à? Đùi bự ăn đây. Tính ngàn trắng cặp đấy không? Ừ. Đúng là hay là cho phải ăn ý với nhau phải một cặp. Cái này là nó nào nghe cơm mẻ này nó tới quá tới rồi. Nó chua. Chua. Nó bự quá. Buồn ngủ luôn rồi tử ơi. Kéo nó ra bây giờ. Ôi, cái bao cơ bắp nó còn cuộn rồi. Trước à. Sao dài dữ ha. Không phải dài. Ăn chạp cho nó hết á. Ăn chỗ nào đây? Quá dài. Nó bự nè sư phụ. Nó chạp xước thí đây ở. Phải không? Nó thịt đỏ. Sư phụ anh làm nhanh rồi đó. Nó khu làm đẻ. Thịt nó đỏ. Cái gan như cái đồ gà ha. Giống như đồ gà hết. Đúng rồi. Dám là sư phụ còn chưa nè. Không dám hết. Ừ. Ăn mấy này dơ mỏ quá. Đùi gà độc lạ. Ừ. Gà nước mà. Gà nước vịt lai hồi năm ngoái thì mình kêu gà nước, bây giờ mình đổi là vịt lai. Nói chung bây giờ mấy nay mình là chỉ kinh kiếm làm bữa cơm thôi nhờ, chứ cũng không nó làm kiếm ăn à. Ở quê thì kiếm ăn thôi. Giác này nước lớn cái lục bình trôi rất là nhanh luôn. Cái này lục bình nó không có còn là trôi kiểu lục bình nữa nha. Cái này là chạy luôn. Lục bình chạy kiểu đi chạy vậy đó. Không còn trôi không. Tốc độ quá nhanh, nước bên là nước lớn nhanh đó, tại vì gần ở sông Cái, sông Hậu. Ở chỗ mình kêu là sông Cái nha cả nhà, còn nếu mà nói chính xác hơn đó là con sông Hậu. Vô. Đồ ăn chấm ngon rồi. Ừ. Nước cơm mẻ ngon. Nói gì ạ? Cái mẻ chua chua ngọt ngọt đúng không? Được. Ngậm một hẳn.
cản gì nữa không biết. Đây nữa hả? Thôi. Yeah.